Bảo Khánh xin chào tất cả mọi người. Khánh Vân ơi, hôm nay nhà mình có hàng gì mới đấy? Hàng mới hôm nay về đó chính là hộp đựng bánh kẹo mứt Tết mọi người nhá. Đây là một hộp đựng mứt Tết này. Mọi người có thể thấy là nó được chia ra rất là nhiều ngăn, rất là phù hợp để có thể mình đựng trong những ngày Tết này. Và hơn nữa thì ở trên nắp là có thể thấy này, được điêu khắc rất là tỉ mỉ và được khắc chữ phúc lộc thọ, hơn nữa thì còn được khắc thêm hình cá chép ở đây nữa này. Chị đẹp, có thấy đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn. Bộ này thì em mua ở đâu đấy? Cái này thì em mua ở Bảo Khánh nhé chị nhá. Nên là nếu mà chị muốn sở hữu ngay một hộp đựng mứt kẹo Tết thì hãy liên hệ ngay cho chị Bảo Khánh để có thể sở hữu cho gia đình mình một hộp đựng mứt như thế này nha chị nha. Tất nhiên rồi, một hộp đựng mứt đẹp như thế này thì làm sao mà nỡ từ chối được đúng không ạ? Mọi người hãy nhanh tay đặt hàng để có thể sở hữu cho mình một bộ khay đựng mứt kẹo rất là đẹp cho ngày Tết của mình mọi người nhá. Sản phẩm số lượng có hạn nên mọi người hãy nhanh tay đặt hàng nhé ạ. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của nhà em ạ.